Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 29 Tết âm lịch. Hiện tại gia đình mình đang ở Úc vì dịch Covid, cho nên năm nay mình không có về Việt Nam để đón Tết như mọi năm. Thì hôm nay mình có làm một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ cho các bạn xem gia đình mình đón Tết ở Úc như thế nào. Đây là con gái mình chụp hình vườn bông vạn thọ ở Tây Úc. Đây là nhà bông vạn thọ của ông ngoại nuôi của con gái mình trồng để phục vụ Tết cho bà con. Và đây năm nay mình có trái cây tại vườn, mình sẽ ra vườn hái trái cây vào để cúng cho ông bà để tỏ lòng thành. Đây là cây thanh long, năm nay có lúc nó ra trái vừa đúng luôn, ngay dịp Tết thì được 4 trái, hai bên hai cây, một cây là ruột trắng, một cây là ruột đỏ. Thì có được ít trái này thì cũng được vào mâm rau quả trong nhà Tết rồi nha các bạn. Và kế tiếp là cho các bạn xem cây đu đủ được vài trái chín, thì sẵn đây mình hái vào luôn để mình chưng mâm trái cây. Đây là đu đủ ở nhà mình trồng luôn. Lúc nào hôm trước 23 đó cúng ông Táo thì mình cũng đã hái vô rồi, thì hôm nay cũng có nữa. Và đây là thành quả mình thu hoạch đây, đu đủ để mình chưng cho đầu năm tới cuối năm đều đủ đầy đủ. Thanh long trồng tại nhà đó. Nhìn quả thanh long này á, nó nhỏ nhưng mà nó rất là ngọt luôn các bạn. Này đậu đũa, khổ qua, các loại trái cây trong vườn nhà. Khổ qua thì ăn để cho cái khổ nó qua đi ha, quan niệm của người xưa sẵn có luôn. Thì hôm nay buổi sáng mình ra thu hoạch được một ít, mình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Cái đu đủ này quá chín luôn các bạn ơi, mình thích quá luôn. Đó, đây là thành quả sau khi đi một vòng ra ngoài vườn. Và bây giờ mình sẽ ra ngoài sân trước cho các bạn xem. Đây là hai dây dưa hấu mà mình trồng. Thì mình cũng đếm ngày thì nó rất là may mắn, vừa đúng ngày để mình thu hoạch luôn. Từ lúc cái trái nó nhỏ bằng ngón tay thì sau 26 ngày là sẽ cắt, thì hôm nay 29 âm lịch là đúng ngày thứ 26 luôn. Thì hôm nay mình sẽ cắt quả dưa hấu này vào chân Tết. Khi nào mà chân xong mình sẽ bổ ra, xẻ ra để làm video cho các bạn xem. Nếu mà nó ngon, ngọt và tuyệt vời là như mình mong muốn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái cách trồng dưa, canh ngày cắt và cách thụ phấn nha các bạn. Mình có để cái cân kế bên đó, nhưng mà cái cân nhỏ này của mình á chỉ tối đa là 5kg thôi, mà trái này là hơn 5kg, cho nên mình đưa lên cân á nó vượt cái số luôn, nó hút luôn. Cho nên bây giờ mình chỉ biết là trái này hơn 5kg thôi, chứ cái số lượng chính xác thì mình không biết được, chắc có thể là 5,5kg hoặc 6kg. Thích luôn các bạn. Bây giờ mình không biết nó có ngon không, nhưng mà khi mà mình hái được trái này mình rất là mừng. Đó, thì bây giờ mình vào mình chưng được 5 trái cây nho nhỏ cho ngày Tết. Hy vọng rằng tất cả các bạn, những người xa quê hương, đón một cái Tết bình an, vui vẻ.